Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật Faysa. Hồi sáng mới đọc được comment của bạn nào đó nói là: ủa, xóa Faysa rồi hả? Em xóa rồi, nên là hôm nay em chơi lại cho mọi người. Trời ơi, hôm nay mình chán mặc mấy cái bộ skin rồi. Mà nói thẳng ra cũng chả có cái skin nào đẹp trong cái nick của mình. Nhưng mà nói chung thì chẳng có cái hitbox nào bằng cái hitbox của những cái trang phục mặc định hết trơn. Nên là chơi skin cổ điển đi. Nãy cũng chả phải skin nguyên bản. Đấy. Thường là cái gì nguyên bản là những cái nó quá là ổn định rồi. Đấy, còn về hitbox, về gì gì nói chung thì nguyên bản là vẫn là number one đúng không? Trời ơi, đứng mà chờ. Ê, ok. Này thì có mà đẩy với chả hút. Mất 500. Tới số. Ê, mình không có skin nhưng mà mình vẫn có mang phụ kiện. Dắt ít hẳn hoi. Không ngại vết bẩn, đúng không? Ôi, không có rào cửa sổ cay ghê quá. Lột cái silip ra dùm. Yên phận xuống hầm nha. Bây giờ vẫn rất là ấn tượng. Có nhiều bạn hỏi là 100.000 đủ mua được skin của Norton không? Đủ đó. Mua mua được cái silip của Norton đó. Ôi, tiền cũng có, đòi hít cho thơm. Ai đấy? Thiên sư. Đánh đi. Đánh nó hiện diện mọi người ơi. Đối với Faysa thì mọi người thấy không? Bây giờ thì chơi gặp mấy bạn bro kinh khủng luôn. Nè. Ok, cứu 51. Đẹp rồi đó. Giờ các em muốn sao? Các em thích sao? Các em lên tiếng đi. Vô đây, ra đây, nhanh lên, đằng nào chả gục. Ui, trời ơi, tôi chơi chủ quan quá, mấy má xuống cover tùm lum chạy hết lên rồi nè. Tàn canh gió lạnh sương sớm. Rồi, người tiếp theo. Tới số chưa? Đó, đánh mỗi đương cái, mất máu dễ chơi. Nhà soạn nhạc khóc tiếng Campuchia luôn. Rồi, mời bạn lên ghế. Ông kia xuống dưới hầm làm gì dưới đó đây? Đấy mọi người, có cái bộ trang phục hỏa diệm sơn đó. Trời ơi, mở ra thì vui mà. Nói chung là dùng tới là thấy nhức nhức cái đầu á. Nó làm sao ấy, hitbox nó rất là kỳ. Nên là hôm nay chơi thử cái mặc định cho mọi người coi. Mà nói chung cũng lâu lắm rồi không chơi lại cái bộ trang phục mặc định. Khi mà mình cầm nó, mình cảm thấy nó giống y như skin C vậy đó. Mặc dù nó đúng là skin C. Nghe mùi vẫn có người đi cứu. Ra gì giờ cứu hay không cũng vẫn không còn quan trọng nữa. Trời ơi, đang rất là lo, mọi người biết sao không? Sắp gần đến ngày gọi là đi thá tên. Trời ơi, vậy là nhanh. Thá tên văng mé mương. Gần đến ngày nộp hồ sơ lên trường dạy rồi mọi người. Hồi hộp quá. Kiểu gì kiểu cũng sẽ đến cái thời điểm bị interview đó. Xong rồi demo tiết 9 đó. Ghê quá. Chết rồi. Cần đã đến lúc tự hỏi sao phải buồn. Vì trong thâm tâm em biết mình đã sai. Không hiểu sao đã sống nội rồi còn đi chọn nghề giáo viên nữa. Cái ngày này cũng đã tới. Lo quá. Đến lúc đó phải trải qua những cái giai đoạn phải giả bộ lương thiện hả ta? Hay sao trời? Hay quá. Xử lý tình huống đúng hay. Nè, thồn quá quá ván nè. Quá mệt. Ô.
Gì mà quằn quại lâu dữ vậy? Ok. Mình cứ tưởng đánh hụt chứ. Trời ơi. Tôi hồi nãy tôi nghe cái tiếng đó chính là mở hòm. Nhưng mà chả biết cái hòm. Ôi. Cứ tưởng đánh hụt. Tại vì kiểu mình chơi skin nhiều quá, mình đánh hụt riết á, mình bị ám ảnh á. Mọi người thông cảm nhé. Trời ơi, nhiều khi đánh hụt mà giật cả mình luôn á má. Đánh hụt mà kiểu tức á. Đề nghị là thay cái quạt gây xa bằng đao của Percy đi. Quạt vậy đó, cho nó xa, đúng không? Rồi để cho lên ghế luôn. Chứ giờ mà kiểu cam thầm bằng mắt thì quá là ok rồi. Mình không cần thiết phải để cho bleed, blot nữa. Để chỉ bleed cho các em biết thế nào là lễ hội. Nhưng mà trận này là không cần. Trận này là có mắt ở đây rồi nên không quan tâm lắm. Yo, vũ trụ NASA. Chung quy lại thì trang phục này vẫn là cái trang phục của mặc định nguyên bản, nó vẫn là ok nhất, không gì có thể thay thế. Chỉ cần đổi gió dùng cho nó thay đổi không khí thôi. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ làm thêm trận đấu nữa cho các bạn cùng xem. Rồi trận đấu này mình sẽ chơi chế độ 82 với cái bộ trang phục hỏa diệm sơn cho các bạn xem. Mở ra thì vui lắm, nhưng mà đến khi mà mình cầm mình chơi rồi mình hết hồn luôn. Hết hồn với cái sự hụt hẫng của nó. Trời ơi, trận đấu này đúng kiểu hai đứa thôi không tiện nói ra, kiểu đứa không có chân đứa thì què. Toàn là mấy cái đứa mà liên quan về chân không. Quá khổ. Khiếp, bên đối diện nhà em có cái xưởng ấy. Trời, cái gì mà đập rầm 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 bển. Tách ra dùm. Té té nó đi. Té lên. Trời ơi, té cho dữ vô. Té cho nhiều vào. Á à, khốn nạn. Tệ. Để lên đây đập cái bóng. Tha tên. Trời ơi. Kinh khủng. Búa vô đầu. Ủa, cái vòng đâu? Bên kia. Hay quá cả nhà ơi. Nhỏ bé gái hết hồn. Tái châu mãi kem. Rồi tới nè. Nó lì. Trời ơi, cái gì vậy trời. Chắc bạn chủ tế đảo cam ở cái khu vực phía bên ngoài cửa sổ cái bộ đó nên là không biết mình đang đứng ở trước mặt. Xui á. Tôi bị hoài gì. Hôm qua gặp cái bạn bạn nó tên là Ebe gì đó, nói chung là cũng người Việt. Trời ơi, tôi đang sửa máy, bạn ấy làm một phát đá một cái hết hồn luôn. Mình đảo cam vô khu vực nhà lớn ở công viên mà bạn ấy đát từ khu vực lều á, đát lên ga ba. Mình sửa cái máy mình giật mình luôn. Đấy. Khổ. Cho em chăn đi chị ơi. Skin giống như tóc nhúng miếng khô bò vậy đó. Ở bên TikTok shop đang bán. Nhưng mà nhìn thì thèm thôi, chứ nếu mà bảo mua thì chắc không mua. Ngán. Thiệt, ngán dã man. Mệt ghê nha. Ủa bé gái hiến luôn à. Ố, người đưa thư. Là làm sao nữa. Ô, game này đúng kiểu chơi để hiến hai bạn luôn. Trời ơi, con gái ơi, chết đau khổ quá. Không ai cứu con là làm sao. Thôi đi shopping kệ đi. Không cứu là mừng đó, phải có cam đâu. Thuốc sức mạnh. Trời ơi. Tụi bay súng sọ đâu, bước hết vô đây, nhanh lên. Hít.
trận này Galaxy chơi đỉnh quá nè. Toàn là cái hội mà kiểu chân có vấn đề cơ. Nè, chân thành, chân chất nha. Thôi mọi người coi cái tóc này má. Y như miếng khô bò. Hay quá bạn ơi, tượng rất là hay. Hí. 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 Đánh ghế. Hí cho nhiều vô. Vòng đánh đâu. Nhưng mà nói chung thì mình chơi Hunter kiểu vũ khí ngắn ngắn kiểu này thôi, cứ áp sát nó mà đánh. Nhiều khi ảo lắm. Cái nhiều khi mình nghĩ nó chả trúng thì lại trúng, mà trúng thì lại không trúng. Nó rất là lộn xộn. Thấy. Mà công nhận khô bò đắt ha. Ngày xưa bán cái bịch vàng vàng đó. Trời ơi, một cái bịch đó mọi người biết sao không? Cái bịch đó bán 50. Trời ơi, chắc vốc nạt bóp nát ra bỏ vô mồm chắc cũng đủ nữa. Không đủ mà nhai. Mà công nhận thịt bò đắt mà. Một ký cũng 200-300. Mà tưởng tượng một miếng khô bò đi, một ký thịt nó làm cho khô lại, nó teo lại, thì tất nhiên là cái giá thành nó cũng ngang ngang, đắt đắt là đúng rồi. Nhưng mà cái đó ăn ngon thiệt, nhai nhấm nhấm. Lúc đầu mới đầu mua cái bịch bè to, xé miếng nào bự bằng ngón tay cái, bỏ mồm nhai vô đã cái nư. Đến khi mà gần hết rồi đó, lúc đó lại xé xẹn từng miếng nhỏ nhỏ bỏ vô mồm, giống như kiểu chất chiêu vậy. Thế mà thương. Bất ngờ không em? Hồi nãy em te te cho nhiều vô. Cái tàu cứu em một mạng rồi đó. Ôi trận này chơi gây xa với bạn Galaxy random keo quá thật sự. Giờ chắc là mọi người vẫn còn bán á. Bán rầm rầm. Nhưng mà mình không thấy nhiều. Chắc là ít đi tạp hóa. Giờ thì tiện lợi mà có bách hóa xanh, có có bách hóa xanh nè, có mấy cái cửa hàng tiện lợi gia dụng tùm lum, Vinmart, Vincom gì đó, xong rồi Vinmart gì đó ta, Circle K đúng không? Ê nói chứ, đi vô Circle K gặp cầm gói mì xăm giang lên tỉnh hồn, hú hồn. Ôi ôi, giá mà té ghế. Kiểu nó cao hơn ở siêu thị á, nên là sủng cái đều nhá, xỉu cái đùng. Cầm lên mà thấy giống như kiểu tay chạm vô nồi nước sôi vậy. Nóng ran, nóng rần rần này má. Đây nè bạn Galaxy ơi, bé sục né. Đúng rồi, thôn. Hay quá. Con này một mình cân hai, nó làm gì mà nó né hít tùm luôn. Rồi ok, bạn xuống bạn. Chú để tôi. Cô gái mù. Trời, cuộc chiến sinh tồn. nhìn bà đứng bất lực luôn á mà. Không biết đi hướng nào luôn. Ok, vậy là du rẻ rồi. Em làm miếp để so sánh hai hitbox. Nhưng mà trận này may em chưa sạch. Chơi dơ là thôi. Gào lên luôn á má.